Để bắt được một con dodo, bạn cần phải có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Bạn không tin ư? Chỉ có một con dodo thôi mà làm màu. Vậy theo bạn, có bao nhiêu cách để hồn hóa được một con dodo? Dodo là một loài động vật ăn cỏ bé nhỏ hiền lành, là một nguồn thức ăn dễ dàng tìm kiếm cho mọi survival sống sót tại hòn đảo này. Chúng có mặt ở khắp mọi nơi trên hòn đảo, nhưng chúng cực kỳ chậm chạp. Và vì chính lẽ thế, chúng được xem như là một trong những sinh vật yếu đuối nhất, đứng cuối của chuỗi thức ăn. Nhưng cũng bởi vì chúng có khả năng sinh sản rất nhanh, dù là liên tục bị săn giết bởi những sinh vật mạnh mẽ hơn nó, thì vẫn luôn có lứa mới xuất hiện để tạo ra sự cân bằng cho toàn bộ hệ sinh thái ở nơi đây. Việc hùng hóa được nó là một điều dễ dàng như trở bàn tay vậy. Nhưng đố bạn biết có bao nhiêu cách để hùng hóa một con dodo? Ủa, cái gì vậy? Ai đốt nhà tôi? Dạ anh ơi, nãy anh quên phải làm gì rồi à? Nay là ngày gì? Phải làm gì? Ui, em tính đốt nhà anh hay gì? Đi ra ngoài, em không đốt nhà anh nữa. Mà anh quên thì hôm nay anh phải làm gì à? Nay hả? Nay làm gì em nói anh nghe coi. Ui da, điếc tai em. Gì? Em lái Huyền ra trước ngoài đi. Hôm qua anh xây xong chiếc Huyền em mệt rã rồi. Mới ngủ được có tí là đã có người đến đốt nhà anh rồi. Rõ thưa sếp. Xây xong chiếc Huyền, tôi mệt muốn cắm đầu mà không rõ là dùng để làm gì luôn. Chẳng qua là nó bự, hoành tráng hơn thôi. Đi xuống buồng lái, và bên trong bắt đầu cầm lái chạy dọc theo đất liền. Theo dự định thì ngày hôm nay chúng tôi bắt đầu khai trương mở màn cho học viện Dodo. Kể từ khi tôi mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, làm tôi phải hao hức. Tôi đứng ngồi không yên. Nhiều đêm vắt chân lên trán, suy tư cạnh đống lửa, ngồi cả trên nóc nhà, và thậm chí là say xỉn nằm gục trên thùng rượu chỉ để suy nghĩ tìm hiểu xem thật sự có bao nhiêu cách để hồn hóa một con dodo. Vậy ngày hôm nay tôi sẽ cùng bé đậu tìm hiểu xem thật sự có bao nhiêu cách. Lái Huyền đến một đoạn có vẻ là có nhiều dodo trong đất liền. Đậu ơi, đâu rồi? Đây rồi. Ui da. Chúng tôi vào trong và đến trước một con dodo. Đậu ơi. Dạ. Bắt đầu từ con này, em giúp anh nha. Ok anh. Thế là con ấy bắt đầu khởi động. Cái đầu tiên đấm cho đến ngất. Dodo ngất rồi, cho ăn thôi. Cảm giác đấm không đã tê lắm chứ phải? Thôi thôi được rồi, đừng lại gần đây. Bắt đầu cách thứ hai đi em. Ok sếp. Đây rồi. Nói xong cô ấy lôi ra một cái chày to tướng, thấy mỉa số phận con Dodo rồi. Dodo ơi, mệt chết thương. Đứng lại coi. Ông nội nó cũng không dám đứng lại nữa. Cô ấy cầm cái dùi cui to tướng mà dí gõ vào đầu con Dodo một cách đầy tình thương, hoặc là nhà thương. Vậy cách thứ hai là đập bằng dùi cui cho đến ngất xỉu. Chuyện quá ít ba nha sếp. Nói xong cô ấy hững lôi ra một cây boomerang, chơi hẳn vào con Dodo đang đi gần đấy. Nó bỏ chạy, cô ấy cũng chạy theo. Dodo, đừng lại. Em chạy chọi không trúng này. Đừng lại đi, năn nỉ á. Đến lúc này tôi cũng không biết nói gì nữa. Đi theo cô ấy để xem. Đến cuối cùng nó cũng đã ngất. Em cũng nhẹ nhàng tình hoàn nó xong rồi nè. Cách thứ ba, ném boomerang. Boomerang là một trong những vũ khí có thể dễ dàng chế tạo đồ game ở map Ragnarok và ở Scott Edge. Nó có thể dùng để đập hoặc ném và làm choáng kẻ đối diện. Cho con Dodo đang nằm đó ăn xong, cô ấy cầm cung ra lắp tên ngủ và chạy đi tìm kiếm mục tiêu. Và sau lưng cô ấy là cả một tập đoàn Dodo đã được hồn hóa trước đó và cùng nhau theo đuổi cô ấy. Các cách này coi bộ đỡ đau đớn về tinh thần hơn từ nãy giờ. Cách thứ tư, sử dụng các loại cung, cung gỗ, cung sắt, tính cả nỏ và các loại tên ngủ có thể bắn. Một cách khá là thông dụng và hiệu quả. Xong rồi, giờ tới cách gì đây đâu em? Anh coi này, chắc chắn là anh không ngờ tới được đâu. Cái gì mà bí ẩn dữ vậy em? Oh wow, trông như cây dùi cui điện, xịn nha. Ủa, đồ ở đây đâu rồi? À, nó đây rồi. Chạy đi đâu con sầu? Một phát ăn luôn cơ à? Chứ sao? Cách thứ năm, gây sốc điện. Nhưng mà sau khi sử dụng sẽ hỏng ngay lập tức. Kế tiếp cũng đã dùng đến hỏa lực. Lần này là một khẩu súng săn. Cách này khá là hiệu quả rồi. Dodo sao chịu nổi. Cách thứ sáu, sử dụng súng săn và các loại thuốc ngủ có thể sử dụng. Cách tiếp theo là gì đây? Ồ, là một khẩu súng hơi phi lao. Để xem cách cô ấy làm sao. Hóa ra là lắp thuốc ngủ vào đầu mũi lao rồi bắn đi như mọi khẩu súng khác.
nhưng tốc độ lắp lao có lẽ là một vấn đề lớn. Cách thứ 7, sử dụng súng bắn lắp lao có hút ngủ. Đang đứng vẫn vơ thì bị bắn cho phát. À, xỉu, anh xỉu rồi. Đừng bớt đi, anh mà xỉu á, đừng trâu cho con bỏi. Ờ hay, con bé nè. Em biết lắm rồi, em biết còn nhiều đây thôi á. Ok, vậy tới phần anh, chờ chút đi anh gọi hệ thống. Tôi rút bộ đàm định vị ra và gọi cho hệ thống. Alo, gửi cho tôi cách tiếp theo để hung phục Dodo, chứ tôi hết biết rồi. Đừng đợi một chút thì... Có cái gì đang hạ xuống kia anh Cáo ơi. Tới rồi hả? Đó là cái thùng hóa tiếp theo đó em. Em phải lấy nha. Ừ, cứ tự nhiên đi em, hỗ trợ em mà. Cái hộp tiếp tới nó hạ xuống và vỡ tan tành. Còn lại mỗi một cái túi đồ nằm trên mặt đất. Cô ấy lấy cái gì đó từ bên trong đấy rồi đem ra. Ồ, là một quả cầu Pokeball. Ném ra được một con bồ cạp. Ủa, nó lăn ra ngủ vĩnh viễn luôn rồi. Eo, thử lại với con khác xem em. Dạ. Dừng, đừng cắn nữa, sắp xỉu rồi. Ồ, xong luôn rồi. Tèn tèn. Thử tiếp con khác, lần này nhẹ nhàng thôi nha em. Cách thứ 8, sử dụng bò cạp để gây mê, nhưng phải cẩn thận, dễ làm mục tiêu ngậm cu tỏi. Ồ, cách tiếp theo đang hạ xuống kìa. Tiếp đi em. Dạ. Cách tiếp theo là gì đây? Tò mò quá. Là một con hát. Thì làm sao nửa cho em ăn nhỉ? Đừng, anh nghĩ là không nên đâu. Đồ ơi, bên đây có Dodo nè em. Dạ. Cô ấy đuổi theo và lè lưỡi ra liếm con Dodo liên tục. Liếm nó đến rơm rớm máu bầm dập rồi, nhưng mà nó vẫn vừa đi vừa chỉ thề mãi chả chịu gục. Nó đi lâu quá nó hồi lại gần đầy máu luôn. Vòng trở ra để rượt nó một hồi nó mới chịu gục. Con ếch này kém quá à. Đi chân nó cho em nha. Ừ, nhưng mà tí nữa quay xong rồi thì cho em ăn sao hen. Dạ. Cách thứ 9, bị ếch liếm sợ quá xỉu. Sát thương vật lý không, sát thương tinh thần 10.000. Phần quà tiếp tế tiếp theo cũng đang dần hạ xuống. Wow, con ngựa này đẹp thế. Có cả một sừng trong thần thoại nữa chứ. Con này chắc là đã cho xỉu hả anh? Có lẽ vậy, em thử xem. Đã có mấy phát mà nó đã xỉu rồi nè, hiệu quả rồi nha. Trời cũng đã mưa luôn rồi. Cách thứ 10, bị ngựa đá xỉu, khá là hữu dụng. Ngựa một sừng chỉ là một loài hiếm của ngựa bình thường. Mọi thứ đều như ngựa hường, nhưng nó bị cấm sừng. Có hầm mới xuống rồi kìa em. Dạ, để em nhặt. Đang trong đợi xem con gì, thì cô ấy ném nhầm con ngựa khi nãy, rồi ném lại con mới ra. Rồi xong, nó nằm một đống. Con này là con gì lạ vậy ta, lạ lắm. Nhìn quá. Đến chỗ con Dodo vừa tìm xong. Bị đá có mấy phát mà tỉnh dậy con Dodo nó ngáo người luôn rồi nè. Tác phẩm của em đó. Ừ, em có biết gì đâu. Thôi, nó nằm một đống rồi em. Giờ phải đợi nó tỉnh chứ sao. Đang đứng đợi một lúc thì thấy cái hòm mới rơi xuống. Đồ ơi, hòm mới rơi xuống kìa. Ủa đâu hả? Ủa, nhanh vậy. Hôm lần này rơi luôn xuống biển, độ nước khá là sâu nữa chứ. Hệ thống nó bị điên rồi. Làm gì vậy, lên bờ đi trời. Ủa con mực, sao có con mực ở đây? Wow, con mực này to khủng khiếp, tí nhậu không anh? Rồi rồi, tí cho em ăn cho hết. Nó quắp được con Dodo lên luôn kìa, đỉnh quá trời. Đợi một lúc, con Dodo nó cũng bất tỉnh mà rơi xuống đất. Cô Đậu cũng chạy vào cho nó ăn. Dodo ơi, ăn đi, mình lắm nè. Cách thứ 11, bị mực khổng lồ gấp đến xỉu. Là một loại mực sâu dưới đại dương với kích thước lớn khủng khiếp. Khả năng gấp của nó khá là bá đạo. Không chỉ ở dưới nước, nó cũng có thể gấp được những loài to lớn trên bờ như là Stego, Yuti, Trike, vân vân. Con kia tỉnh rồi kìa em. Dạ, để em.
Ồ, con này phóng gai, mà sao em phóng một lắc vậy? Không có giỏi thì lên đây mua bánh. Ôi, anh xin lỗi. Mà cái con này rất là không nên dùng để tem hú. Chỉ bắt có một con đô đô thôi mà đã mất cả tấn thời gian để đuổi heo, nhưng gần như là không hiệu quả nữa chứ. Gục rồi. Cuối cùng nó cũng đã chịu gục. Đuổi heo nó chắc cả cây số vậy chứ. Cho nó ăn đi em. Dạ, em tới liền. Vậy là đã xong cách thứ 12, dùng Thorny Dragon để bắn xỉu. Lũ hú này là một loài có vẻ như là ở sa mạc. Tôi đã từng nhìn thấy loài này ở vùng sa mạc của Ragnarok. Đang nói gì hợp tiếp tới tiếp theo đã đến. Đậu ơi, hợp tới kìa em. Trời sự thế. Một con bán siêu to khổng lồ. Nó phun nước miếng kinh thế. Nhìn này, em chui xuống đất luôn rồi. Em ơi, dị hợm thế, còn đi được dưới đất kìa. Em ơi, vô đây, đừng có bơi ra ngoài đó, cá mập nó cắn cho bây giờ. Quay lại công việc, sau đây là màn đối đầu giữa rắn khổng lồ và Dodo. Tôi cá cược lớn luôn nè. Nếu mà Dodo hắn thì tôi sẽ công khai. À mà thôi, sau hai phát nó cũng xỉu luôn rồi. Cái vụ cá cược xem như bỏ đi nha. Dodo hua rồi. Cách thứ 13, bị dính độc rắn siêu to khổng lồ. Đồ này là đồ rắn chỉ có thể tìm thấy ở sâu bên dưới lòng đất. Tôi từng tìm được thông tin tài liệu của loài này ở vùng đất Aberration. Bản tính là một loài vật săn mồi nên chúng khá là hung dữ. Trong lúc chờ đợi, cô đậu đứng nhảy múa. Em lên sân khấu nhảy đi cho sướng kìa. Dạ, sân khấu ở đâu anh? Kìa. Đợi cô ấy nhảy hết trọn bài nhưng là chẳng thấy hệ thống gửi hôm nào đến nữa. Vậy tổng kết lại, để huần hóa được một con Dodo, chúng ta có đến 13 cách khác nhau để huần hóa. Bởi vậy mới nói, muốn bắt được một con Dodo, bạn cần phải có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Còn các bạn đang bên kia màn hình thì sao? Bạn đã từng thử hết tất cả những cách trên rồi chưa? Liệu còn có cách nào khác nữa mà hệ thống đã bỏ qua không hề gửi đến chúng tôi và tất cả mọi người chứ? Hãy để lại một like, share và bình luận như là một lời ủng hộ tinh thần để kênh càng ngày càng có nhiều động lực để phát triển hơn nữa. Xin cảm ơn. Và cuối cùng là xin gửi đến tất cả mọi người đã đồng hành cùng mình trong thời gian qua. Dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn, an khang, thịnh vượng. Tạm biệt năm cũ, chúc mừng năm mới, năm Giáp Thìn 2024.